gọi nước quá. Sao máy nó không lên gì trời?
Con nhà ơi. Hôm nay hơi buồn, thấy anh tự nhiên vẫn thôi. Nó nghĩu nghĩu hết trời ơi. Cái nhà ơi, vào được không cái nhà ơi? Hello cả nhà yêu báu ơi. Cái nhà vào được không? Ngồi lên nó bị méo. Méo đây. Nó có đầu quá đi. Bới lên cũng đau, làm sao cũng đau hết trời ơi. Em là xem được chấm 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 bài chị chút. Nhức cái đầu nhiều quá.
là vào được cái xe một chấm đó nha. Đây là vào được cái chị xin một chấm với cả nhà ơi. Hello Hoa Mộc Lan, chị thấy em nhau Mộc Lan. Thấy em ơi. Đây là vào xem được cái chị chấm bài với nha. Ơi, thấy em đặng ơi. Tóc cột sao cũng đau, nặng trịch cái đầu á. Đau quá. Có đồ thể thao 53 cái không, thể thao chị nhiều lắm em ơi. Tóc chị cột sao cũng đau cái đầu quá cả nhà. Hãy yên đặng nha, đợi chị xíu. Ua, cậu kia nó cũng đau, sao nó cũng đau á. Đau lắm. Đau quá trời đau. Em muốn lên đùi gì trước á nhà ơi, muốn lên đùi gì trước này chị lên cái nhà nha. Cái nhà vào chấm chấm bài chị một cái mạng chị ơi, tối nay bị sao á. Nó khổ cái tâm tôi quá à. Mới cái thằng 53 kg gì cũng có hết. Nam nữ gì cũng có, đẹp lắm. Hàng giờ về đẹp hết ngày. Hết ngày luôn rồi đây. Em này là lên như chị xin chấm chấm quá nha. Cái bộ trước ai chốt 29 ngàn mà sót lại em có này. Giờ còn bộ khoảng 12 kg lại nè. Bữa em mà chốt 29 ngàn mà không đủ đơn, giờ còn chốt bộ đây đầu lại cái nhà giá 20 ngàn. Nó sót bộ 12 kg nó lại thôi. Chắc nỉ nha, bên trong có nỉ nha. 20. Em chốt đầu lại 20. Bộ bé 20, 12 kg thôi. Mà chốt thì không đủ hàng chốt. Bây giờ nó bung mà vậy đó. Giờ nó bung thế. Bây giờ em biết làm sao. Giờ tôi đi tới nhà xã đồ ra cái đống. Ở nhà bên Facebook chị, bên Facebook mình quy chị em là thấy chấm chấm bà chị ơi. Thế thì xin một nút chấm đi. Em chia sẻ bài được chị giùm chị nữa nghe. Thể thao 53 kg đi chị. 53 kg chị có nhiều mẫu lắm. 53 kg phải không? Ok. Sức đầu chị đau quá. Sức đầu quá. Chị ngồi ở nhà thấy rõ không? Thấy rõ không cả nhà ơi? Cả nhà ơi, chị nhà thấy rõ không? Thấy rõ không? Chị thay 53 kg à? Cái bộ là đẹp nè em nè. Có một bộ duy nhất thôi đẹp lắm. Bộ là 73 kg cho em luôn, đẹp nhất. Bộ này là cái áo 53 kg bao vừa. Hàng cao cấp luôn á. Bộ 53 kg vừa. Cái áo là màu
vải đẹp lắm. Quần màu đen nha, nó không phải nguyên bộ đâu, chắc đẹp ngất ngây. Áo thun đó bao nhiêu ký vừa chị? Hồi nãy con bé nó 6 mấy ký mà cũng vừa, mà điều đó không đẹp thôi, nó ôm bụng quá. Áo này áo thun thun chất riết mà em, chất riết xịn mà, ai mặc cũng vừa đó, điều 6 hay đẹp thôi. Em lấy không? Bán đầu like cho em 55.000 đó, chiều bán 75 á. Áo riết 55 là quá rẻ đó, riết xịn luôn là một bán 55.000. Này bộ này được không? Đó, em lấy đầu like chị bán cho em 110 luôn. Cái bộ này bán 135.000 nha. Chốt đầu like bán 110.000 nè. Áo thun 55 ok em nè, hàng chắc riết xịn đó. Chị cũng bán có cái mặn vừa. Viên ban. Em thôi em vào cái trang đó lại mới cho điện thoại mới tìm được em được. Viên băng 55. Sao Facebook chính gì nó không mua được he. Hải Loan à. Em Hải Loan đúng không? Ok gái. Em mua bộ đồ dán cầm bên tay đi nè. 110.000 đẹp lắm. Nó Hải Loan cái này có bộ size lớn này, nó mua lấy nó mặc nè. Hay nó cũng gọn được mà. Bộ đẹp lắm nè em. Em mua bộ này không? 110 thôi đẹp lắm. Bộ đẹp chắc đẹp xịn giả mà. Em là em gái của Hải là Hải Loan đúng không? Tối nay đầu thấy nó vô chưa vô. Bộ đẹp. Ngày mình bên nhau dây sao ok. Tối nay nó chưa ăn cơm sao chưa thấy vào. Hoa Mộc Lan có quần lửng phối áo thun không chị? Có quần không có lửng em ơi, bo gấu thôi, dài giống có lửng em ơi. Cái giày này ăn không mà chắc đẹp lắm. Hello Ngọc Nam Hà, xin chào, biết chào anh hay chào chị nữa. Chị có đồ nam có lớn thì để thêm em hai bộ nữa nhé. Bộ đẹp không? Có, để từ lay từ. Quần được không em? Cái quần này nè, quần mà chị đang ảnh đó, là có màu đen và có màu xám đậm, màu xám lợt. Giá 59.000. Đẹp không? Ơn ơn. Cái này quần đen là có size, nhưng màu xám nó có một size thôi. Dạ đẹp. Quá đẹp. Bộ nam chị em thích đồ lưỡng mặc ở nhà. À, mặc ở nhà thì nguyên bộ thôi em ơi, nguyên bộ thôi, có đầy. Trời ơi, chị mẫu nào cũng có. Ồ đùi chị chưa like bữa nào luôn á. Mấy trăm bộ chưa like bữa nào em ơi, khổ lắm, lợi gì xíu. Dạ đẹp, quá đẹp đúng không? Bộ nam quá đẹp. Mới về tối đúng không? Bộ tối hôm qua đúng không? Bộ nãy đẹp lắm. Chắc nãy đẹp lắm. Bộ nãy nè, mới về năm. Rồi số lớn hay nhỏ coi đi nha. Sao nó chín nick Facebook, bút của chị Quỳnh Quy nó không lên, nó cứ nhảy giật là sao trời. Thôi bộ khác thì bộ đó. Cái em thể thao tầm 53 kg đi chị, ok. Anh Nguyễn ơi, lấy màu gì mình nói nhanh đi, tao quất mày đi. Chứ không là có mấy bộ đen thôi đẹp lắm. Chém đĩa ra có mấy bộ à, mấy đứa trốn tin nhắn nhiều lắm. Mấy bộ màu gì mình nói nhanh lên đi. 2XL nói cầm lên đó má, nó ít quá đủ chia. Lấy size XXL màu đen. Hiện tại màu đen. Hello Phước Nguyễn ơi.
có gái ơi mà mặn quá này sao nó không lên người xem. Ủa này sao nó không lên người xem, khổ quá. Đây nè, màu đen, máy bộ, một bộ đúng không? Khỏi còn nói. Thấy là đúng ý luôn. Có bộ bộ đây 135 cái này nha, bộ 135. Một ba lăm sống xa đây trời. Một bộ hả? Có màu gì nữa để em thêm bộ nữa nhé. Hôm qua có màu gì rồi? Hôm qua em màu xanh đen đúng không? Mai màu ghi xanh đen đúng không? Đẹp quá. Hôm qua màu xanh đen đúng không? Giờ có màu đen rồi đó, màu ghi. Không biết có màu ghi không, từ từ á. Màu đen có mấy bộ mấy. Nó có màu khác gì, màu đen có mấy bộ chán một đời quá, không dám lên. Nó rất dạng quá trời. Bộ này nè, 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 nè. Em yêu gì đó ha. Yên bên á. Em mua bộ này á, lại khỏi mua ốc khoác nè. Thì bộ này em có ốc khoác rồi. Chị mấy đứa tới lấy mấy bộ luôn á. Bộ này giờ bộ này hồi trước dịch quá trời dịch còn có 2-3 bộ hết rồi mà chị bán tại chỗ 155 ngàn đó, bán ở nhà Điện Lai 135 mà rẻ quá, rẻ luôn. Có mấy đứa bán tại chỗ 155 ngàn đó, bé nó 60 kg mà cũng vừa, mà em nó nhỏ. Nhưng mà chị thì nghĩ bộ này chị nóng có vô đâu, đẹp lắm, vừa có khóa này, vừa có khóa vừa có mũ luôn, cái này theo nha, đẹp lắm. Quần nè, này quần nè, cái chân quần nè em nè, năm ba ký bao vừa cho em, nó đẹp. Chiều một hai đứa đi chung á, lấy hai bộ á, là một đứa 61 kg cao, một đứa là cũng cao mà nó ốm tẻ ốm teo 43 kg à, mà nó mặc vẫn mặc cái bộ này hết. Không có to, 43 kg em muốn, em 53 kg em lo cái gì trời. Đã nói bộ này, đã nói là có u mì đây là chị bán tại chỗ 155 ngàn đó, vì ai mua tại chỗ bán cao hơn trên like á, bị sao không? Không có to, lấy bộ này đi, bộ này chỉ còn 1-2 bộ thôi hết rồi. Hồi trưa chị lấy cái đống đúng không, giờ vẫn còn 1-2 bộ thôi, không có hàng, hết hàng này. Yên tâm, không có vừa lấy bộ đây đi, em chốt đi, em nghe lời chị chốt đi, về không bao giờ, không bao giờ hối tiếc thời gian qua live để mua hàng đâu. Hello cô Thịnh, đẹp lắm, chị vừa bán 7-8 bộ, anh Thiện ơi em biết bữa nay có màu vàng thôi. Chị ghi hãy loan cho nhanh nha, cho chắc cho dễ nhớ để xong đơn á. Ghi hãy loan đi. Chị ghi hãy loan đi chắc.
Thiệt thôi, bộ này thiệt lấy bộ này không? Bộ kia bé nó mua hết rồi, chị nó mua hết rồi, không hết rồi. Bộ kia chị bé nó lấy hết rồi. Cho em vàng. Phạm Thảo cho em vàng, đó chị Viên. Hình như không biết còn không Thảo ơi. Cái bộ là chị mới đứa nó chốt quá, nó tới nó lấy quá trời, biết còn không, chị biết còn không. 55. Trời chiều nó tới làm ầu ầu, chị nó hấu khác thành chẳng còn bộ nào của Sophie vậy ta. Bộ đâu rồi? Cái bộ đó sao? Ờ. Cái bộ đó chị. Ủa sao giờ không thấy con nữa ha? Em là chốt tạm ngon bộ đây. Cho em bộ vàng đó chị Quyên. Rồi, giờ bây giờ tạm ngon đi, bộ vàng giờ không tìm thấy nữa chắc hết luôn rồi á. Trời, bộ mấy đứa chị mua mấy bộ ta. Chị bán hai đứa thứ hai bộ. Ba bộ. Ủa chị bán có 7 bộ sao còn hết rồi, không thấy đâu đó. Hồi trưa sao không vào mua đi. Chiều hết rồi, bộ này nè, nè Uyên băng nè. Bộ này hàng hiệu 135 này, hàng này bộ này em mặc dễ thương lắm. Hàng này em mua ngoài làm có mấy là không bao giờ có dưới 200.000, 250.000 đâu. Đẹp lắm. Bộ này đẹp giả mà. Số ký chị mà được nhỏ nha, em cho hốt bộ liền cho mặc rồi đó. Có bỏ có mắc tiền cũng được nè. Đẹp lắm, bộ đẹp lắm. Em nhận hàng mê bộ này luôn. Còn không bán cho em bộ ngang. Ôi hình giờ chiều trưa gì like quá trời, giờ không còn bộ nào hết em. Còn bộ sau cuối cùng cô cho Yên Băng à. Em coi bộ dễ thương không? Dễ thương lắm, ông ngoài nhìn này ghiền. Chỉ có một bộ này duy nhất thôi nha. Hồi chiều có một bộ là hai bộ thôi, không có nhiều trong lô á. Đẹp lắm, lấy bộ này lấy nè em nè. Yên Băng nè. Trời, bộ này em mặc hơi bị xinh luôn á. Quá đỉnh luôn nè. 135. 53kg mặc vừa thôi. 53-55kg lại. Vừa. Vừa lấy bộ này hả? Chốt em bộ đó. Ok. Bộ đẹp lắm. Trời ơi, bộ này chị ghiền mà chị không có vừa thôi. Bộ này miếng không à. Em lấy nha. Để mai chị khui bao hàng kia còn chị để cho nha. Chứ bây giờ chị không dám hứa. Giờ do em biết sao. Bên này á, em của Hải Loan nói chút, nó hỏi trước từ nãy vậy rồi. Ghi Hải Loan nha. À, Thu Hưởng này, ghi hai tên luôn đi. Rồi, cái nhà ơi. Định lái gì quên mục tiêu à. Rồi tối em là, à có màu xám nè, ghét. Đó, dạ, do bên sau bên máy này con Kiên nó hỏi từ nãy giờ em. Mai còn gì để cho vậy biết làm sao. Mai còn gì để cho. Giận chi. Thôi giận chi em. Dạ mai được, giận chi chị tội. Đây nè, mua ông xã nè. Trời ơi, hàng chị đẹp giả mang luôn trời. Hàng nỉ bông nỉ xịn nha. Nỉ bông mà nỉ xịn nhưng mà size nhỏ rồi. Cái này 75kg mặc vừa. Cái này là theo nha, Nike theo nha. 75kg mặc vừa, ôi đẹp quá mấy chị ơi. Bộ nam. Bộ này bán ở nhà 110 thôi, đẹp lắm.
đi kèm theo nè, đó, nai. Ôi quần to dài thoải mái luôn. Anh nào 75 80 kg mặc cũng vừa bộ này á. 75 80 kg 85 kg mặc cũng vừa. Nếu 85 kg. Cả năm ngoái con cái chị. Cho năm nay em đi đâu á? Nè, bộ nam nè. Bộ đây 75 80 kg 85 kg mặc cũng vừa, nó rộng lắm, to lắm. 110 ngàn thôi nha, bộ 110 ngàn thôi. Em mà chốt bộ này đi nè. Bộ của nam trời ơi ơi là ơi. 70 kg vừa xong vừa đã nói là bảy mấy kg lại 70 kg lên 85 kg mặc cũng vừa. Đẹp lắm nè. Tiên Nguyễn ơi. Dạ bộ này em đang góp màu à. À Ngọc Nam Hà. Bộ này đẹp nè. Định là chốt cho khách online thôi đi với anh. Thẩm Lệ. Có 65 kg không chưa biết. Bộ này à. Bộ này em không định like á. Vì khách cháu nó thì nhắn nhiều quá mà không đủ chia. Bộ này đẹp giả mang tàn bạo luôn. Bộ này 115 ngàn. Trời ơi đẹp giả mang. Trời ơi bộ vải này mê luôn. Bộ vải này mê luôn nè. Trời ơi đẹp lắm. Có cổ, cổ này. Nói thật chứ ai mà xấu mà không có màu được con vải cũng đẹp. Đó. Vâng. 65 kg, bao nhiêu ký? Cái này có xe nhỏ thì được hay xe to? Ủa đẹp lắm này trời ơi. Ủa ép tự nãy giờ. Hà Huyền em, hello Hà Huyền, thấy Hà Huyền ơi đẹp lắm. Trăm được. Ủa đẹp lắm. Tiên Nguyễn lấy bộ đó không? Màu đen, màu xanh đen. Có màu xanh đen nữa. Màu xám này em mà lấy em nè. Ô bộ này 75 85 kg mà cũng vừa. Ai mà có thể chơi thể thao mặc bộ này đẹp nè. Thể thao bộ này đẹp lắm. Màu ghi là màu xám nhất luôn á. Quần to. Cái quần này nha, nó to thùng nhưng mà đẹp lắm cái này nha, đẹp. 110 ngàn. Em lấy màu xám này. Lấy xám ghi xám luôn nha. Mua dòng xả 65 kg mới hả? 65 kg là bộ nhỏ. À 65 kg có bộ nãy rồi. Bộ màu đen kia kìa. Có để em. Bộ này đúng không? Tiên Nguyễn Quảng Ngãi. Bộ ấm đó 75 kg vừa không chị? Vừa. Vô tay. Ủa vô tay Quảng Ngãi đúng không? Bộ đen 60 kg em có bộ đen. Cho bộ đen hồi chiều em là nhắn tin Facebook kìa. Mà chị quên không nhớ ra em nào á. Này của Tiên Nguyễn Quảng Ngãi này. Lẹ, lấy bộ đen đó không? À, nay có màu đen nè. Thì bán mấy ngày màu rẻ quá. Nếu nó mua về lấy bán 200 mấy ngàn. Cái bộ đen này nhỏ xíu à. Bộ đen này còn 68 cái mặt vừa thôi. Bộ đen đang cầm bộ đen đây. Lẹ lấy bộ đen này không lẹ? Lẹ chu cho bộ đen mãi đẹp quá. Chu cho bộ đen, ai mà hút bộ đen hơi đẹp nha.
Trời ơi, bộ đen vải sao đẹp giả ma vậy trời. Trời ơi, vậy nhá hả? Cái bộ đen này tầm khoảng ai khoảng 65, 65, 68 cái lại mặc vừa thôi, đẹp lắm. Đây là vừa hot của anh nha. Đẹp lắm. Em là hốt bộ này nè. Con quay có em có cái ai vừa cái size đây không? Màu đen đẹp lắm. Trời ơi hơi bị xinh luôn em ơi. Chu cha hơi bị xinh luôn nè. Nai nè. Em lấy nhé, ok. U hường này. Bộ đen 75 chưa có. Bộ đen thu hường. Bộ đen cho con quay, từ con quay ơi, còn bộ này đi coi phải không? Trời bộ đồ đây nha. Nó thiệt chứ, họ bán 200 mấy hàng á, cái nhà ơi, to quá à. Trời ơi má, 65-68 cái mua 65 cái mà họ to quá. Như mấy bộ này họ về họ lọc ra họ bán 200 mấy hàng, cái nhà bán mua á, thiệt á. Thu gần trước nè. Trời ơi bộ này trời ơi, đẹp giả mà. Bộ đen còn bộ này có to nhỏ nha, nếu to thì để cho 75 kg, thì bộ sắm 75 kg mới cho mình không có rồi, xíu còn rồi chị ra được bộ đi, em bộ đi cả nhà ơi, bộ đi chu cha ơi. Đây này có nhỏ nhỏ vừa cho gì hay công vi nè. Trời ơi bộ đồ em, bộ đồ đây về mà bắt nha. Em mà ra ngoài đó mà nói người ta 201, người ta không tin, nó nói 101 ngàn. Chị Quy bán rẻ đó. Thiệt, chị bán rẻ quá rẻ. Hồi nãy chị nói cho tiền bộ trừ hao chứ anh có 60 kg thôi á. Ồ, oh, nãy chị nói nhiều bộ hè. Chú cha ơi, lấy 109 ngàn bán 101 lời giả ma. Thôi rồi cuộc đời rồi thì cả nhà nha, em nào bộ này chịu cước thêm 10 ngàn cho chị á, nói ông chốt. Trời ơi bộ này cước nặng lắm, con Vy chịu nha. Trời, lấy 109 bán 110 ngàn. Thôi ghi 115 đi, tiền cước nữa. Thôi em là ông thì mua. Đấy là ông mua tội chị. Ơi à, màu xám nè, còn bộ màu xám nè, 75 kg vừa nè, em vô tay có lấy không? Màu xám 75 kg vô tay có lấy không? Trăm đấy, từ nãy giờ nhớ lộn cái mã kia. 109 bán 110 ngàn. Trời ơi lời giả mang tàn bạo luôn á trời. Để em nha, ok vô tay nè. Nói chung á, cái màu xám á là nó nhẹ hơn cái màu đen một chút. Màu đen thì nó nặng hơn, tay hơn, nhưng mà cũng như nhau thôi. Không có ai bán bộ đồ 150-170 ngàn, nó đứng nó chỉ mà 115 ngàn nha. Thêm 5 ngàn cho chị nha. Mấy người ai trước rồi thôi, em nào sau thêm chị 5 ngàn. Giao tay nha, chị nói thật lòng á, thêm chị 5 ngàn nha. Quên, người ta lấy chiếc thằng bán 101, tiền cước ngoài đó về đây cao lắm. Bán hàng ít khi để ý cái vụ đó lắm. Còn cái này cái mẫu khác rồi cả nhà ơi. Màu xanh đen. Cái bộ này bán ở nhà 100, hồi còn tới bán 115, 101 gì hê, quên mất tiêu rồi. À, có bộ nào do 85 kg không chị? Hồi nãy em nói, bộ màu xám đó. Bộ đẹp lắm. Bây giờ coi bộ này nha, màu xanh đen có bộ xanh to để cho em bộ nha. Đây là đẹp lắm, vải đẹp, ok, vải đẹp. Họ hỏi hỏi con anh Nguyễn Võ Ngãi, hỏi mấy đứa, mấy đứa ở ở Trung Quốc này, ở gì đây, Tốc Cổ này, nhận hết rồi.
Trời ơi, lại điện mua thêm á, mua thêm quá trời. Thì cái thao nữ đi chị hai quần. Đợi đợi gì xíu. Có mũ đó hả? Không có mũ hết rồi mà không biết còn không. Cái đây 2XL nè. Trời ơi, cái bộ này chị không dám đưa ra nghe em nha. Vì sao biết không? Chị phải bán 135.000 á. Màu này nãy có rồi. À có chưa, chưa có đúng không? Có chưa ta? Để coi ải à, lộ hai cái làm mất công. Từ à chưa có đúng rồi đó. Ủa có rồi. Bộ đó hồi nãy có rồi. Đây nè. Bộ đen mở em xem với chị. Bộ đen nào? Bộ đen hả? Bộ đen xanh đen. Bộ đẹp lắm, khỏi cần nói luôn á. Bộ đây còn không cần coi. Bộ đây không cần coi đâu. Trời ơi, đẹp giả mà. Xanh đen. Cái bụi đang cầm tay 75kg là mặc vừa. Còn bộ này á là phải 85-90kg và 2XL to lắm. Coi bộ đồ này. Em coi. Cái bộ này nha, đảm bảo cân là 1kg 2. Đợi xíu nha em Băng ơi. Nè. Cái mặt anh nào á, em nào, anh chồng nào mà xấu quá thành đẹp à. Vì cái cổ áo này đẹp lắm. Thiệt. Chị hay mua đồ là hay mua cái cổ áo hợp với khuôn mặt thôi. Ít khi mà chọn quả đẹp ấy xấu lắm. Nè. Cổ áo nè. Đây nè Hiền ơi. Bộ này thay L 75kg mặc vừa. Còn bộ 2XL cái là phải 80kg trở lên. Cái bộ đây nha, 68kg 75kg mặc đẹp. Sáu mươi tám kg đến 75kg mặc đẹp. Bộ nam xanh đen hồi nãy có rồi à, nãy có màu đen quên. Nãy có rồi. Bộ xanh đen ok. Bộ này bán 115.000 rẻ quá đi, bán 135 đi. Bộ này đẹp quá mờ. Không, bộ kia không có. Một bộ nào có bộ không. Ê, hốt bộ này đẹp lắm đó Tài ơi, nhức mắt luôn á. Bây giờ bán ở nhà 100 rồi, tối thì bán 115. Mà giờ xem lại em có lời. Định bán 125-135 mà giờ ngại quá. Học bếp Nguyễn từ đi cả nhà. Từ cái nhà comment lại giùm ơi. Bộ này cho ai trước mà rồi. Bộ này cho ai he. Các chị coi thử 75kg bộ này được. Trời ơi mẫu khác rồi. À giống y nè. 75kg được nè. Đây 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 nữ ơi. Có bộ này nữ. Chị có bộ 2X, Uyên ơi, đợi gì xíu nha Uyên. Em xanh đen đây má. Bộ này có anh Nguyễn chưa nhận đồ á, ghiền. Cái ghiền. Bé Tài trước nè. Bé Tài nè. Chị bán cái nhà 115 giá cũ nha. Đáng lẽ bán 135 á. Bán cái này chán, cuộc đời không có lời á. Từ hoa quả nữ thì tao đợi xíu. Tìm cái size, à size đây này đúng rồi nè. Gửi chung đơn sau, biết rồi má. Đây là của hoa quả nữ nè. 75 nè, em mình là 75 mới nhanh tay nè. Đẹp dã man. Đẹp lắm. Ê con khỉ kia em, có 2XL bán em 155.000. Bỏ chạy đi. Bộ đây mê bộ đây lắm. Em nào đấy em. Bộ đây mê lắm. Nhớ điểm. Trời ơi túi thích nó nặng cái gì quá đi. Cái sao mở. Cái túi đó đi. Rồi L này cho anh gì đó 75kg nè.
Ngọc Bách Nguyễn ơi, lấy bộ số mấy số mấy? Em này còn chưa thiếu thì nói lên tiếng đi nha. Bách Nguyễn lấy 75kg mặc bộ đây vừa nè em. Em nữa nha, 75kg đúng không? Em chưa có comment lên. Còn bộ thôi nè. Này cho Bách Ngọc Bách Nguyễn nè. Rồi đây chết cha rồi, còn bộ say mờ mất rồi. Hiền ơi, cái bộ đồ này Hiền ơi, Hiền có bộ đồ này Hiền, bộ đồ này Hiền, trời ơi trời ơi, đẹp xuất sắc, nhận hàng mi mai lấy liền nghe con. Cái này ở cái này size khoảng L75 cái mặt được á. Rồi má, cái bộ đồ này mai mẹ lấy liền đi nha. Đem liền chứ không có lấy, nó khui lên lấy nè. Bực lắm. Nhiều đứa xem like nó không ra mặt đâu. Nhắn tin câu mà. Hiền nè. Bán thì bán 155.000 đó. Xanh đen nhỏ em bộ. Con quay có rồi. Con quay có rồi hay sao? À chưa phải không? Ai bộ nó quay mất tiêu rồi. Rồi má, sáng mai gửi hàng hết. Con ngải con đùi mai chốt hết á. Không để nữa. Nhà gì chật lắm. Cái gì anh gì đó có chưa hè? Bộ này còn size M cả nhà ơi. Bộ nhỏ hả? Con quay bộ này đeo nhỏ nha con quay nha. Mấy bộ đây hơi nhỏ, con Vy sẽ mời con Vy cái lấy được không? Hello ơi, chào em nha. Em gái em mới mua đồ, đợi chị lấy nữ mà đang khách hàng bên này mua nam. Phải chị ở gần nhà chị. Rồi, xíu biết bao nhiêu. Ờ mà đâu được, ai tới nhà đâu. Em gái em vào mua đồ, bảo chị đợi chị lấy nữ mà chị chưa có thời gian, bên này đang mua nam. Ai quên hết rồi? Con Vy. Sáu cái đẹp luôn, xin mời sáu cái đẹp luôn, trời bộ không bị đẹp luôn á, đâu mà hay với trời, đâu mà hay với vậy, còn bộ nè, alo thấy alo rồi, alo mua cho chồng bộ đâu, còn để lại bộ đen nè, sao hay là màu đen, alo thấy chồng bộ này nè em, nghe lời chị đi, chồng em mà không đẹp chị không lấy tiền. 2XL màu đen, còn bộ em mà lấy nhanh tay nè. 2XL màu đen đẹp dã man. Em nào có chồng to từ 75kg đổ lên, 75kg đổ lên nha. Bộ đồ này trời ơi sướng tay lắm, nhìn thấy mê. Cái bộ này mà cho con hay anh chồng mặc mà xấu thì không lấy tiền á. Nó vừa đẹp dã man. Lấy bộ đen luôn nè, nhiều cho má nè. Đen 2XL nè. Ê bộ đồ này nha. Lấy về rồi đừng có ca tụng với ca quan má hết rồi, không có còn hàng chị hốt là cuối cùng rồi đó. Áo đen mà còn thấy to chưa, thấy nhỏ à, Ngọc Bích ơi. Bộ này vì cái mẫu này chị hết đứt hàng rồi, không còn hàng nữa đâu, chị cuối cùng rồi. Cái này luôn cuối cùng rồi. Cái con còn nhỏ không rồi em? To 75kg đổ lên được không? Thì có chưa thầy ơi? Cái bộ này hốt đi nè. Mai nhận hàng mà không hối hận rồi lấy 10 bộ bị dành mặt cho coi. Thiệt. Giờ bán ghi ghi 115.000 lít tay nhỉ, nhột ghê á. 155.000 là rẻ rồi đó. Bán 115.000 bộ đồ thì cái nhột tay quá. Bán rẻ quá.
đồ nam chị Hiền, chị Phan Hiền ơi, lấy bộ danh chồng em lâu quá chị yêu mua để đem bộ nhớ mới được, đem bộ nhớ cho cô giáo Hiền mới được. Lấy bộ này nha, chồng em không mặc thể thao. Mừng Noel em, mừng Noel, tối ngày tối hơi bị mệt đó nha. Tao bán rồi mà, một bộ xanh đen rồi, bộ màu đen rồi, hai bộ giống nhau rồi, màu đen có rồi, chốt rồi, một bộ màu đen, một bộ màu xanh đen rồi. Khổ quá, nhắn tin chốt hàng mà không chốt. Chốt rồi, một xanh đen, một màu đen rồi. Do em không có máy cầm tay để nhắn tin lại trả lời mọi người nha. Nhưng mà em chốt rồi, hai bộ rồi. Ở đâu còn, chị Phan Hiền lấy không, em bỏ nhanh nè. Bộ này em nhử chị á, lấy về chồng chị không ghiền, em không ở đây. Chị màu xanh đen đi, ở đâu mà đi, chị màu xanh đen đi, ở đâu mà nhanh tay gì, màu xanh đen đâu có liền hết cha. Bộ này, cái bộ này còn size 1XL rồi nha, màu đen 1XL có một bộ này. Em chốt hai bộ rồi, một màu xanh đen, một màu đen, tội quá. Chốt rồi, thấy luôn, thấy bên này, thấy bên này, thấy hai bên luôn. Màu đen còn size 1XL và 2XL. Hello im băng, hai chị em nó kéo qua bên này kìa. Nói thiệt chứ. Đây, màu đen còn size 1XL và 2XL. Em mà lấy nhanh tay không có. Cái bộ này mai này lưu ý bán giá cao quá, 155 ngàn vẫn nhận thỏa đáng. Đừng có chi tâm 15 ngàn. Trời ơi giận chi á, trời chốt rồi mà. Say mờ màu đen. Chốt mấy lần mà có xiết đâu. Chốt mấy lần thôi. Em nói chị Hiền nghe. Cho em coi thử chị Hiền. Nói chị Hiền nghe. Đây nó ngược đường á chị, nó xa ngược đường á. Cái rồi chị nói là đến nhà chị không được đó. Nên là em không có đi giao. Trời lốt khăn em vẫn để chị nằm im kia. Cái bình rửa chén em vẫn để nguyên kia. Có giao được đâu. Chị nói vậy em sao em đi được. Trời ơi màu đen nè. Màu đen size M ai hốt đẹp lắm. Màu đen size M. Trời ơi bộ ra hơi bị xịn luôn. 65kg đổ về xong mọi người dặn em chi tội hết trời. Em chốt rồi mà. 65kg đổ về. Bộ là size M 65kg đổ về. Bộ này chị em mà nhận mình nhất nách luôn á. Thiệt. Chị em là nhận mấy bộ này là hơi bị ghiền luôn. Nói chung là cưng nghiện lên luôn, nó mà ghiền đẹp lắm. Đẹp giả man. 2XL để em. Hay là đâu có. À có, à đúng rồi. Trời bộ đẹp lắm, em ơi là em. Sáng ngày lên lấy nha con. Trời gây cái tay. Chị em được hai bộ không? Dạ chị. Mấy bộ rồi he? Mỗi bà sống được. Thoải mái. Nữ mặc được hết, nam mặc được hết. Ai mặc cũng được á, nam nữ mặc được hết á. Lấy bộ ra cho em nè Hiền nè. Rẻ hơn cái gì hết. Rồi yên băng rồi đợi xíu. Tay hay gái à, ô liếm yêu dấu cho chị 75kg một bộ đây. Nghe lời em bụi hốt đi, em về lần cuối rồi, hết hàng rồi. Trời Phan Hiền với Phạm Hiền giờ sau khi sao đây trời, hai cái tay giống nhau quá. Bình trường Bình Minh đi, em ghi là trường mầm non Bình Minh nha, để phía sau em chỉ chốt hài để lộn hai Phan Hiền hết.
em biết chị thấy sao, em dồn chị đủ món của chị còn nguyên, em không phải là xả đâu, còn nguyên kìa mà em chưa đi giao được á. Đợi xíu, hèn, mày lấy bộ thay mờ nè phù không? Bộ thay không đẹp không lấy tiền luôn á hiền à. Bộ đen nè, hai chồng dân cặp combo. Xinh lắm, xinh luôn. Đẹp lắm. Hơi bị đẹp luôn á, không đẹp bình thường đâu nha. Thay mờ hơi bị đẹp, không đẹp bình thường đâu. Mà nó là quá đẹp. Liên, mở nhà hàng bán lại chưa? Nay cho bán lại rồi mà. Rồi em còn bữa xây mờ nha. Chị bữa nay xin thế. Ôi, để nhảy béo ngày ra. Mặt chị xinh hiếp luôn ấy nè. Béo lắm. Chớ. Không lên gì mà lên thiệt không à. Rồi, để mai em thử nếu không ai mua. Cái bộ hello hello lăn lên nha. Nè. Cái bộ này có cả size 3XL luôn. 3XL. Anh nào từ 80 kg đến 90 kg. Bộ này bọn rất hay hỏi em. Bộ này có 3XL nha. Từ 80 kg đến 90 kg chứ làm cái mặt cũng vừa 3XL là to hết cỡ rồi đó. Quá là to rồi. Quá là to rồi. Nè, to lắm là to luôn. Trời ơi, ai mà to. Cái này anh là mà 80kg, 95kg, 100kg mà cũng vừa, 3XL. Wow, đẹp quá đi thôi. 3XL đây, mua cho ai vậy? Đẹp lắm, 3XL có một bộ, không biết còn nữa không, để coi nha. Chồng em hả? Mai được tính sau. Khung dung bao nhiêu? 115. Lâu quá rồi. Rồi bộ có là từ từ lấy nữ bây giờ. Hồi nãy để em bộ đen chưa? Bộ chưa? Chết cha rồi. Anh Nguyễn chưa bộ đen hay sao á? Hình như anh Nguyễn chưa có bộ đen hay sao á? Để coi còn chốt kia không, mất lòng lắm. Chốt từ sớm mai đến giờ. 70kg vừa màu đen nè, xay L nè em Lâm Đinh ơi. Màu đen xay L 70kg là bao vừa? Từ 65 đến 75kg mà màu đen. Xay L. Còn hết xe 3XL rồi. 3XL rồi. 2XL còn nè. 2XL không phải là không có. Lấy đi. M. Chỉ còn bộ đây là M nha. M. XL. Không có hai 3XL hết. Hai 3XL rồi. 2XL L đi đâu vậy hả? Bao nhiêu bộ bà chị? Để tôi lấy nè. Thì mùa đông sao em nói rồi mà không để cho em. Em nói 2X. Cô thì nhắn coi đi, má nó để 2X. Trinh được không? Trinh nào? Trinh nào? À Trinh đó hả? Ôi bữa trước mai gửi cho con gì hê? Con gì đó?
con gì hết trời, 2XL nè, 2XL. Thì 2XL trở lên, bây 2XL đi, bộ 2XL đi. Biết rồi, có con gì bé bạn, con Loan Đinh hả? Trời ơi, cũng chưa gửi cho Đinh luôn á. Má chị nói ghi trinh chính cho rồi. Này của anh Nguyễn này, cái mất con nè, quên nè. Nó dặn từ bữa giờ, từ trưa đến giờ á. Này cho Lam Đinh nè, ghi trinh nha, Lam Đinh gửi trinh chính. Chán lắm, quên biết à. Cái con gì đó, Đinh 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 gì đó, Giang Đinh, Đinh Giang gì đó. Trời ơi, nó ngán bữa nay nó giận gì luôn á. Nó mua từ đầu mùa bán đến giờ chưa gửi gì, quên biết thôi. Rồi rồi. Rồi còn bộ say mờ đó nha, còn bộ say mờ. Bộ đồ này ai không mua chỉ cái tiếc mà thôi. Thiệt á. Còn một bộ say mờ nha, có một bộ gì đây? Đây còn hai bộ say mờ rồi, thấy mùa đông ơi, thấy em nha, thấy mùa đông ơi. Bây giờ nó thấy, hồi nãy không thấy. Chỉ còn hai bộ màu đen say mờ. Trời, bộ này em là mua mặc riêng luôn. Con gái mặc càng đẹp, để cho em, để cho em mua cho chồng mặc. Mua gì liếc, nhà hàng mở lại bán chưa? Trời ơi, đẹp lắm luôn, say mờ nè. 115, độ đẹp lắm thì. Nhưng mà bây giờ không còn đủ size chồng em to không? Còn có size M thôi. Size M số 5 kéo lại thôi. Đẹp giả mà. Bộ này em mua được ghê. Bộ này mà về nói em mới mua shop cho anh á, 320 lần người ta vẫn tin. Đẹp lắm. Để cận cảnh nhà coi nè. Cận cảnh nhà coi nè. Đẹp giả mang luôn nè. Ok. Dung nó xây mờ. À, thẩm lý nó xây mờ hết. Chồng em phải XL đúng không? Tết này về quê không? Thế. Thẩm lý gái yêu dấu. Thẩm lý. Ê, lâu quá năm ngoái nó chị em mình mới gặp nhau á ha. Chị nghỉ 8 tháng trời. Dung. Ê, Dung phải cơm rồi Dung không vậy? Chưa biết có hay không. Bây giờ đang còn mờ thôi, lấy mờ không? Lấy mờ chị gây cho. Em lấy mờ, Dung lấy mờ nè. Ê Dung phải cưng mờ Nhung không vậy? Ở Đà Nẵng à? Đà Nẵng, đi Đà Nẵng với mấy con mà chị có hai Dung nhiều lắm. Đà Nẵng. Rồi. Hay là coi còn có chị bán cho. Chị biết làm ở đâu. Thôi bán cho nữ tí đi, qua lại nam đi. Giờ mình chuyên gia vào đây mấy. Mọi người giận quá. Chị còn bộ xanh đen có cổ nha. Chị quên đổi cho em XL nhé. Rảnh ghê, hết XL rồi. Cái bộ này hàng tàu nó, hàng Quảng Châu xây to lắm nha. Xây XL tới 85kg trở lên á, 80kg trở lên á. 75kg mặt rộng nó không đẹp đâu. Rộng quá nó có đẹp vừa vừa thôi. Chị còn mỗi size 2XL màu xanh đen có nó. Cái bộ này anh nhà mình em à, thay phạm nè, thay phạm một bộ nè. Chồng em to lắm, em con khỉ kìa, có to gì cũng có số ký đồng hồ, chịu coi đồng hồ nha. Lấy đồ thu đông của em đi, không em buồn cũng biết rồi, từ từ con. Má đang lấy đây con, ối quá biếu luôn á trời. Cho thầy phạm bộ hay lời để nó buồn đời quá. Thầy ơi, còn xanh đen được không? Mai đem cho chồng thử hả? Gái yêu ơi, vì sao em nhớ. Xanh đen cũng được nha, đổi giùm em nghe. Bây giờ tôi không có biết đổi cái bộ. À đúng rồi, đổi cho con Hiền. Đúng rồi, mai chị đổi cho. Ê,
vào đi nhé. Nói là chị Quyên lấy bộ chị Huyền, chị Phạm Hiền đổi cho em size XL. Con Hiền, con Phạm Hiền nó dư bộ XL đó. Nói nhắn nhanh lên. Còn mờ hết màu xanh đen. Còn mà Hồng Dung yêu dấu. Còn mờ hết em màu xanh đen. Xanh đen đây sang 2XL không má? Để coi còn không. Bữa nay có đi làm không? Từ bữa chị bán lại bữa nay lại là 5-6 lần mà em không vô bữa nào nghe Hồng Dung nha. Cái này của em rồi, thầy Phạm Quảng Ngãi, từ nãy Quảng Ngãi không à. Thầy Phạm Quảng Ngãi, Quảng Ngãi tôi thân yêu á. Rồi like qua nữ một chút đi. Hay cái gì, bữa nay người ta like lần thứ 6 nè. Trở lại lần thứ 6 mà chưa bao giờ thấy ghé vô luôn á. Về trên nữ nha. Bà con ơi cho chị vô nữ xíu nha. Rồi chúc anh lại nam. Nhiều lắm, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Nó đẹp dã man luôn. À đây. Hồi nãy em là hỏi he. Mắc lòng ghê, nãy em là hỏi ta. Em nào he. Ôi bữa đã khác rồi. Ôi ôi rồi ôi. À Huyền có đồ bé tay không chị? Có, nhiều lắm. Đồ ông tay mà hằng xịn không à. Chú cha. Nói nghe nha, cái bộ mà có khóa kéo này là chị bán 145.000 là rẻ nha. Hồi chiều giờ bán 100 mấy hè, nó đưa 2 bộ mà 37, 1 bộ 56, 185 tại chỗ. Bộ này giờ bán nhà 145.000. Nói với các em nào biết, dù khách mua điện lai, đến đây lấy đồ, phải lấy. Đến đây mà tặng tay lựa chọn là giá chị bán, giá theo bán tại quầy nha. Vì tặng sao? Đến đây cầm được sờ tay, không mất thời gian qua live stream đúng không? Phải bán lên giá thôi. Đây. Ê ê các em gì đó. Thu Hương ơi, bộ này nè. Nhanh tay bộ này nè. Đây em vừa đó. Trời ơi. Bộ ba món, ở chiều nào nói phải tìm, chiều tìm không ra. Chiều ra là hết luôn rồi. Size M thôi. Bộ vàng cho em. Con gì đó ha. À nãy có một vàng kia rồi. Thanh Tĩnh Quen. Chị Tĩnh ơi, em chưa đi Quảng Ngãi. Em chưa vô luôn á. Em 31. Chị coi còn gì để chơi Yên Bang ơi. Em nhớ rồi, em ghi chị rồi. Mới kêu chịu kìa. Mà em chưa có thời gian đi. Chị biết sao bữa nay mày giao đi Quảng Ngãi đi, đi đơn cho em. Trong tỉnh mà đi giao nào, trong Quảng Ngãi thành phố nha. 3 cây số đến 6 cây số lấy em cước 20.000 rồi bị xăng nắt ở lên. Mà em đi giao để phải tốn cước 10.000 là ít đó. Vì em phải đi giao mọi người 10.000 hết đó nha. Này cho chị cái gì cái em gì nhà hàng mới rồi, sau biển nó mới rồi. Phạm Liên. Phạm Liên 145. Em chưa biết còn hay không. Trời ơi tội nghiệp ghê, có con bùa trời. Hàng hóa có giống gì lạ kỳ vậy trời ơi. Đó. Nhà bán đường già, nước lâu nhà, trời nước lâu nhà của chị hơi bị cao cấp. Hơi bị cao cấp mà sao không có live stream không. Khách chốt tỉnh chắc chị lỗ cước đường. Không dám like. Nước lâu nhà chị là số 1. Chị còn có kho nhà má đó. Mà không có live stream gì đứa là dùng rồi. Ờ à, ông ở à, nhắn tin chị Quyên ơi mai đêm 5 canh 3 canh 2 canh chị đem chứ. Nước lau sàn của nhà chị, nước chén và nước giặt đồ chị là thơm giả mà. Nhưng mà riêng cái lau sàn và nước rửa chén nha chị nha. Chị lau trong nhà đúng không? Nước lau trong nhà đúng không? Ai đứng ngoài đường xung quanh phải chạy qua mua bằng được 1 canh. Nó thơm mà nó sạch tống nhà luôn. Ờ à, đó Hiền, có Hiền nó mua rồi đó, hỏi Hiền á. Từ cái bộ vàng cho em nào mai thu bao kia có không? Em nói con mất lòng quá nè. Các em gì quen, thương yêu lắm nè. Hải Loan. Trời ơi, tôi khổ ghê. Trời, hàng quá nó bị chia. Dạ, em biết rồi chị. Dạ. Ok, chị yêu. Chị yêu, thương yêu. Chú cha ơi, sao mà đẹp nứt nách vậy trời ơi. Cái nhà ơi, cái chữ theo hoàn toàn nha. Cái thiệt mùa đông mà trời ơi đẹp lắm. Có thiệt nha.
chị rất ưng bộ này, chị rất ưng bộ này, em là hốt không này, ở ngoài nhìn hình mà không mê. Trời ơi vãi, bộ đây bán cái nhà 195.000 nha, rẻ, bán ngoài 350.000. Nói giỡn thôi, nó cũng trong một lô đó thì bán nhà 145, em hốt nhanh bộ này nha. Coi xài máy, trời ơi đẹp lắm nè. Em đó ha, Hải Loan ơi, em nói em gái em hốt bộ này đi, không bộ vàng nữa biết còn hay không. Bộ này đi em, đẹp giả mang luôn. Nếu như cậu ôi bộ này to quá, xài XL lắm. Nếu cái ổ khóa không ở nhà mua thì đảm bảo là 295.000, không có đẹp như vậy. Chị Cảnh ơi, bộ này 2XL chị. Cái hàng nhà em chị mua shop cũng ngại lớn nhất, cái bộ này phải là 400 mấy ngàn. Bộ này riêng em cầm tay mà sao 2XL, rất thích 2XL. Ôi cha ơi, đẹp giả mang này, trời ơi, 145.000 2XL. Cái bộ đẹp lắm luôn á, ở ngoài nhìn mê quân nè. Đẹp lắm, bộ này đẹp giả mang. Em lấy bộ này nha, 145.000, bộ này chị bán ở nhà tại chỗ 300.000 cũng không mua. Thiệt, cái bộ đẹp giả mang luôn. Mà rất tiếc nó về ít quá. Chị 54kg mặt size L thôi. 2XL ở đây, 2XL lần chị. 1XL lần chị. Em lấy một ô đẹp quá Thủy ơi. Có thể mua đồ này Thủy. Ô mì xịn luôn. Nè, tặng Cảnh nhà coi nè. Đó. Cái bộ này ở xin lỗi cuộc đời luôn á, bộ này em mua ngoài shop hay là 300 mấy ngàn. Trời ơi, bộ đẹp giả mà. Nó thì có đẹp lắm. Tưởng tả nổi luôn á. Đẹp giả mang, giờ không có cái bao ủng hòa. Đúng rồi, chị đang định nói nó lấy sai mà ai ngồi cầm hay là. Hello Chiến Trương, thấy nha. Chào cái nhà bên này nha. Cứ quan tâm bên nào vô này mua hàng nhiều quá. Không phải là anh nào cũng quan tâm, mắt nhìn cái này cái que một máy á. Này của Thủy Mùa Đông, màu đẹp lắm. Đẹp mà rẻ. Chiếm hốt bộ mì xịn mềm vô mày chiếc. Chiếm bộ mấy bộ kia đẹp, chiếc nhỏ 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 con á. À, các em gì đó vậy lại bộ này em mua nè. Đây. Không phải bộ đây bộ. Trời, đặt cái cổ quá trời ơi. Đây. Một trăm bốn mươi lăm còn cục nữa nè. Bộ đây hơi bị ghiền nha. Trời ơi, bộ đồ này cái nhà này đảm bảo là 1kg 1kg 2. Trời ơi đẹp giả mang, đẹp lắm, đẹp lắm. Bộ này size XL nha, XL 145.000. Chua cha ơi, đẹp nhất đất luôn. Nhìn hai cái quần, cái ống chân này. Thấy đẹp không? Nhưng mà rất tiếc là size 1XL. Em là từ 55kg đổ lên mặt đẹp. Chứ còn dưới 55kg mặt nó hơi rộng á. Đẹp lắm luôn. Dưới chân là nó có bo thun nha. Bo thun xịn luôn á. Coi cái quần này. Bo vải này. Bo vải này. Đẹp của mày xịn luôn. Em là chốt bộ này nha. Từ 55kg đổ lên đến 60kg số 5 cái mặt cũng vừa bộ này. Đẹp giả mang, cái này là theo nha. Đẹp lắm, bộ này chị nói hơi bị mê. Quần mặt thụng ra. Có size M không chị? Chị đang tìm cho em nè. Đang tìm cho em á, đang lấy được bé mà đang tìm cho em á. Trời ơi nè. Cả nhà nói cái này nghe nha, cái bộ đồ có khóa của á. Cả nhà mua là rất là lợi. Có khóa không, cái nhà mua ngoài hơn 200 ngàn đúng không? Mà mua cả bộ đồ có 145 ngàn, hàng xịn thế này. Size đang cầm qua cái áo đẹp nè. Đó. Đẹp không? Trời ơi. Giả mang luôn. Nhưng mà nó là size 1XL. Em là từ 55kg lên mặc có được.
bộ này đẹp dã man trời ơi, cái cục hàng 145 ngàn đẹp lắm, vải không có biết nói gì lời, không có đủ giả nổi, biết rồi thì tìm cho em mà chốt bộ đỏ 145 nha, mua cho. Bộ này mà có size M em hốt màu đen, mà sợ không có size M, L không à, L không em ơi, L được không? Bộ này có màu đen ba bộ thôi mà size L không, không có size nhỏ, size L không có size nhỏ. Trời ơi, cả nhà có thấy gì không, thấy gì không, màu đen này xuất sắc không, đẹp metal luôn, nhưng mà đang cầm tay size L nha, size L là em là từ đũa 55kg đổ lại mặt đẹp nhất, 60kg là trường hợp ai phải cao và các em hơi nhỏ một chút, 145 màu đen đẹp mê luôn, đẹp mê luôn, bộ này đẹp giảm hơn luôn, quá trời trời đẹp, trời ơi em coi nè em ơi là em đẹp giả man luôn em ơi, chu cha ơi, bộ đồ mấy trăm ngàn á trời ơi, chị bán rẻ quá nha, bán rẻ lời bộ đồ phải đó, là bộ này vì bán với lời cái nhà quốc đẹp 15-20 ngàn á, quá lời ít, ít quá. Thấy là cái bộ này em không hốt là bị tiếc á, hàng xuất sắc luôn á em, bộ này hơi bị xuất sắc luôn á. Phạm Thu Hiền, em có một bộ kia nè đúng không, em phải của em không, chưa sao gọi không được,